COVID-19 vẫn sẽ tồn tại và việc mà chúng ta phải thích nghi và sống chung với COVID-19 có những biện pháp kiểm soát đó chính là điều mà rất nhiều quốc gia cũng đã xác định khi mà chúng ta hiểu rằng là có rất là nhiều điều biến số có thể xảy ra. Và quý vị thân mến, khi mà chúng ta mắc COVID-19 sau đó khỏi bệnh thì nhiều người nghĩ rằng là mọi thứ như vậy là đã trở lại bình thường rồi. Tuy nhiên với rất là nhiều người sẽ có những triệu chứng sau khi đã khỏi COVID-19 và nhiều người cũng rất là quan tâm tới những thông tin như thế này. Bộ Y tế Israel ngày 5 tháng 10 cho biết là các bệnh nhân mắc COVID-19 vẫn tiếp tục chịu đựng những triệu chứng trong vòng 6 tháng kể từ khi hồi phục, hay còn gọi là COVID-19 kéo dài, với tỷ lệ là khoảng 30% ở người lớn nhưng chỉ khoảng 4,6% ở trẻ em. Kết quả nghiên cứu của Bộ Y tế Israel khá tương đồng với các kết quả nghiên cứu được thực hiện ở các nước khác. Theo đó, cứ 7 trẻ em khỏi bệnh COVID-19 thì có một trẻ em bị ít nhất một triệu chứng của COVID-19 kéo dài trong 6 tháng. Riêng nghiên cứu của Anh cho thấy một tỷ lệ triệu chứng thấp hơn hẳn ở trẻ em là 2%. Các chuyên gia giải thích nghiên cứu của Anh có sự khác biệt trong phương pháp lấy mẫu. Trên thực tế, có rất nhiều trẻ em dù không bị nhiễm COVID-19 nhưng vẫn có triệu chứng của bệnh này do bị tác động vì các yếu tố môi trường, tình trạng phong tỏa, xã hội và cách ly.